Shop Zippo Sưu Tầm. Xin chào cả nhà, hôm nay đầu tuần chúc cả nhà có một tuần mới may mắn, thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một cây Zippo xưa 1990, chu niên 1990, chủ đề tàu chiến CVA 69, siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ. Con tàu được đặt theo tên Eisenhower, một vị tướng trong Thế chiến II và là một vị tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ. Cái này là nguyên cái logo con tàu nha anh em. Ship 1932, chu niên 1932-1990, trong tình trạng đã qua sử dụng, còn đẹp long lanh, chưa bị xì ba. Thì thường cái dòng rác này thì anh em xài lâu thì nó sẽ, mà anh em xì ba nhiều cho nó bóng thì nó sẽ bị hao mòn rất là nhiều nha. Còn cây này là những cái dòng anh bán là thường nó chưa có xì ba. Chủ đề tàu xin hãng anh em xem kỹ nha, nguyên xin khắc ăn mòn xin hãng rất là sâu, rất là sắc nét. Chủ đề nguyên xin chính hãng nha. Thường cái dòng chu niên tàu chiến này thì thường vài năm trước thì nó rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì nó hiếm dần rồi. Cây như này trong tình trạng chưa qua xì ba nha anh em, vết ố là mình chùi nhẹ là nó sẽ ra thôi. Và cái cây này chưa thay cốt luôn, còn cứng là chưa thay cốt lề luôn. Anh em dòm thử cái lề La Mã đây, lề La Mã những năm một thập niên 1990 đây, rất là đều đặn và nó rất là đẹp, liền là cứng cáp. Cái cây này nó bị hở lưng xíu thôi. Cây này nếu mà anh em về thay cốt lại, cân lề lại thì nó sẽ rất khích gịch như mới thôi. Qua sử dụng, tình trạng là qua sử dụng, chưa cứng móp gì hết, chưa xì ba. Dòng chu niên solid rap mà anh em dòm đây, cái mép lề nó còn rất là dày, chưa xì ba gì cả. Cây này được sản xuất vào 32-91 chứ, 1932-1991. Ruột vàng theo máy rõ năm. VEG. Mà anh em xem qua phần vỏ nha. Đây, cái phần mảng lề nguyên zin của nó nha anh em, không có phải là hàng độ hàng chế gì là hết. Cây này còn rất là cứng cáp, tuy là qua sử dụng thôi nhưng mà rất là đẹp, nguyên zin. Cây này âm thanh cũng tạm thôi, tại vì thường hàng em giao lưu thì em không có chú trọng đến âm thanh, em chỉ chú trọng với độ zin và độ cứng của cây Zippo đã qua sử dụng thôi. Cái chủ đề này thì hiện tại chu niên mà tàu chiến bây giờ trên thị trường cũng còn rất là ít. Em xin phép giao lưu với anh em là 3300 nha, 3300. Anh em thích thì liên hệ em qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều Zippo sưu tầm hơn, phục vụ anh em trong thời gian tới. Cảm ơn anh em rất là nhiều.